Xin chào nhiều các bạn, mình là Nemu của Net Gamer Channel. Thì tiếp tục quay trở lại với cái chuỗi series mà mình đánh BK bên sạc quay chung nha. Thì hôm nay là ngày thứ năm 7 tháng 11 nè. Nó vẫn còn cái chế độ là BK mà bác môn mà tư chất 15 không á. Đó, tranh thủ làm video thôi. Để mình vừa mới làm bên sạc quay Nhật xong á, còn trận cuối đánh không kịp. Hình như là nó không tính kết quả vô. Thì 9-8-9 ok. Đó, bác môn tư chất 15. Mẹ Orochi. Mình là người đánh trước. Sẹp vô 11. Gonit, Eli, chắc lấy Eli rồi, cái này Eli ngon hơn. Lấy Eli để ô Gonit nữa. Không phải không được, nhưng mà nếu mà là mình sẽ con Eli, con Eli nó khó chịu hơn, phải dùng từ là nó khó chịu hơn. Lấy Yuri. Chang. Lấy Kara, Mr. Kata 2 không? Ryomi. Ryomi. Lucky Oswald không? Cái con này để vô chơi chơi cho đủ slot thôi chứ tụi Ailey này kia nó làm hết rồi. Đội Ly làm hết rồi, đâu có cơ hội đâu. Thế là chưa kể nó lấy con Trang cũng hay nữa, con Trang cái trò này ngắt lượt nó cũng khó chịu lắm. Nguyên đám bắt xà luôn. Nguyên đám bắt xà. Ô đủ nộ hả? Ơi sao đủ nộ được hay vậy? Vãi. Sao đủ nộ được ta? Vãi thiệt á. Vậy mà đủ nộ được ta, tinh một đủ nộ Seki nó còn không có con nào con à, con ổ con Trang con kỹ nhưng mà phá đánh một nhịp nhưng mà đủ hả? Vỡ khiên thì mình lại ấy thôi. Mày chết con Trang đi, chết con Trang đi. Ừ ui mày mẹo chết vậy. Mẹo chết, mẹo chết con Trang, để giờ đậu phộng nó ấy tiếp rồi, nó hồi máu lên cay nhở. Để lát nữa nó ngắt lượt mình nữa. Éo đủ đam để giết con kia nữa. Shima toang luôn rồi. Hên một kiếm nữa rồi lên cửa cái thiên. Hên quá. Nó giết Eli á, sẽ đánh Eli á.
Ô đánh xong rồi đánh con này đó. Ui mẹ mày vừa đủ đam rồi vãi thiệt. Em mày vừa đủ đam được hay vậy? Khiếp ghê. À, con Trang nãy giờ không chết nổi luôn. Thiệt. Cứ độc chiêu có thiếu một miếng không à. À cay quá. Cứ độc chiêu có thiếu thiếu. Bây giờ đâu không ngắt lượt rồi. Ngắt lượt tới nơi rồi. Cái nội đi rồi. Đó là chấp nhận mất để giữ nội con nhít lại. À, nãy giờ cứ đánh cứ thiếu con quỷ con Trang thì cứ thiếu một miếng một miếng. Mình không có cái nào thiếu đốt để giết được nó. Nó mới chết một con đúng không? Mình chết con vai rồi. Ui ui. Má đam kìa. Mẹ mày. Xác chết đầy đường. Đứa thì quỳ, đứa thì chết đậu xanh. Xác chết đầy đường. Hài cốt. Đây là có cái kháng tử. Sao kia tỉnh dậy được luôn. Thua luôn rồi. Vãi thiệt á, cái tên một ở pha kia sao kia nó có nộ mình hơi bất ngờ á. Không nghĩ là nó đủ nha, không nghĩ là đủ được. Có mỗi con Trang à. Cái kèo này con gì ta, con Yuri á, mẹ Yuri lên CC hay quá rồi, nó đấm. Tại vì nó khi mà nó CC vô con Ellie của mình á thì nó đấm những con khác nha, lại gây đam lan vô cái con bị CC. Thành ra mình là người thọt. Yuri rồi, chắc chắn là lấy Yuri vậy. Chắc chắn là lấy Yuri rồi. Lấy Vơ nè. Terry. Ồ, mấy tên Kun nè. À, chơi cánh chơi combo hồi máu à. Đồ lon có đồ lon sedan thì cũng được. Ô chiều mình Kyo à. Lấy Maki để phế à. Lấy Maki để nó phế. Sơ mi nè, hùng hổ nè. Hổ nè, rắn nè. Không có con nào rùa à. Đồ lon này phải rùa không ta.
Rồi nhớ như con hùng rắn hay sao á. Từ hàng trước thì được ra ba cái kháng tử. Ghê. À, con quỷ kia nó CC hay quá, con Yuri á. Đây cứ CC mấy cái con kiểu như là ngon của mình không à. Ừ đó, CC Rulon đi, tại Rulon có được cái gì đâu, Rulon chỉ là xe đam thôi. Ui giời, nó xích tôi rồi. Xích tôi rồi. Thôi là được mấy cái điện liên tục á, không thôi là ông khổng. Nè. Phải Trover. Sâu thẳng. Phải cố kèm. Ôi ôi mẹ, cái ấy cái điện ngay con khiêu khích ngay con kia luôn kìa. Mày đấm cái bài khiên. Okay.
Còn không sức. Ok. Right cooking. Right cooking. Pha này chết được Mario không ta? Đi nãy giờ đậu phộng mà thấy hơi nhiều nội tại rồi đó. Chưa chết nè. Mẹ có CC. Phải nào CC. Vì đám pha này cũng mệt lắm á. Ui ui. Rồi phản nó lên nội tại phản nó, đá cái chết luôn. Mày, ui ui không đủ. Không đủ à. À, xích nữa. Right cooking. Right cooking. Mẹ bên đây bị xích nhưng mà vẫn nổ được. Đúng bịp. Đúng bịp luôn. Mà ta rưng một nội tại đúng không? Hai nội tại luôn rồi. Chưa đủ. Chưa đủ. Má, sao đá yếu vậy? Ủa nó lại xích nữa, chết tôi rồi. Xích lại lại xích lan, vấn đề là nó xích lan qua. Hơn có phải này nó già người đang không ấy. Nó chết còn mà cái ô tên 10 rồi. Nó chết con Maki. Tên 10 mình win đúng không? Tại vì mình chưa chết con nào mà. Sensoha. Tiếp X giá. Phải Trover. Tiếp X giá. Mitchell đây mới vô. Giết thêm con vơ được nữa không ta? Chết Marie luôn, win. Ây da, KO. Lâu vãi chưa. Còn đánh một game nữa. Đánh một game nữa xong rồi mình sẽ ngưng cái clip ở ngay đây. Bữa nay bên server hàng cũng có chế độ BK như là kế thừa nè. Hôm nay nhiều server quá sợ không đủ thời gian làm kịp mới chứ. Saiki Eligonit. Rồi nó lấy được Benny với lại Billy nữa chứ. Kèo này không lấy con vơ cũng không được nữa. Mà phải lấy Mashima sợ nó chơi cái trò combo á. Để khả năng cao toan. Ở trường mình con ráp ghẻ rồi. Ô, chưa Oswald hả? Đánh về trước đi. À, Billy hàng sau kìa. Billy hàng sau vậy không có khi nổi tại.
Beauty hàng sao thì không có khiên nội tại, mà chắc không không cần đâu, không cần. Ô sẽ có một rồi, giờ mới đấy. Bãi luôn, bãi luôn, bãi luôn, bãi luôn. Không đủ. Cấm chiêu liên tục ha. Chưa kể cấm chiêu này nếu mà giải á, thì sẽ bị mất nộ nữa. Billy ép có nội tại. Billy không có nội tại do để ở hàng sau á. Sereni tích ách dạ. Ôi mẹ, một đạp bay luôn. Phải. Một đạp bay luôn. Hay là nếu mà đánh trúng con Gunit, đánh trúng con Ellie á, hy vọng là cho nó phản, cho nó bay luôn đi. Ừ, phản á, cho nó bay luôn. Nó gần đi rồi kìa, đó, phản nó. Ui mẹ, nó hồi đầy cây rồi. Mẹ bút nổ cho vợ. Mẹ búp nổ cho vơ. Raga em có cái xích nào luôn hả? Da ý xí, mẹ có cái xích nào? Vơ ơi là vơ. Phá cái khiên thể lên nó lại bầu lại là một cái. Osoyone. Osoyone. Sợ sợ con nít thôi, sợ nó ngắt lượt kìa. Ui mẹ ơi, Ellie chết luôn. Nó do Ellie bị dính cái điện á. Cái Shimaken này chết được luôn á. Nó dồn đam á, chết được luôn. Mình không có con nào giải hiệu ứng. Á đồ. Lên để hồi máu. Shima Gonit có nộ, Saiki có nộ. Ôi Sion không bị ngủ hả? À có, nó bị lỗ hiệu ứng. Bị lỗ hoạt ảnh chứ, lỗ hoạt ảnh. Rồi vô chết. Vô chết. À, tìm mình ép có giải CC cây nha. Xích được Benny mà chắc không ăn thua, chắc khả năng cao vẫn thua. À không, xích được Benny thì ngon, pha này Hotaru không không bị ấy rồi. Chết chắc khả năng cao mất Medin Kun. Cool.
Ui mẹ ơi, hai cái xích nó giải luôn kìa. Thôi nó không giải được. Mày, ui má nó không bay kìa. À, phải bay đi, đỡ rồi. Ở pha này đạp, đạp, đạp vô thêm cái nữa. Ui mẹ, nó sao đam yếu vậy? Ngắt được rồi. Ngay mà. Ôi, nó về nó giải sạch. Ờ, nó còn một tầng hình quá, nó còn một tầng sức. Ôi dồi ôi mẹ ơi. Cái gì đấy? Mẹ vơ nguyên một cây máu nha. Vơ nguyên một cây máu. Chắc không đủ đam nữa. Ôi mẹ, mày vừa đủ giết với tên Kun kìa. Ôi Saki ngồi dậy luôn. Nhưng mà mất combo đúng không? Nếu mà ngồi dậy kiểu này bị mất combo á. À, không nghĩ là một đam nó chết được luôn á. Kiểu như là pha đó lại một đam con vơ nguyên một cây máu. Cái này không phải do nó câu giờ đâu, do nó bị mất combo và phải chờ tới hết giờ nó tự đánh. Saiki Zero rất là hay bị cái trò này. Ủa? Thường giờ này hết giờ lâu rồi mà ta. Ô. Có khi nào lắc không? Có khi nào lắc? Có lẽ nào nó lắc. Nó lắc luôn rồi. Lắc game luôn. Rồi ok, thì video mình đánh BK chế độ bát môn tư chất 15 bên sẹt vô chung có thể kết thúc nha. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích thì để lại cho mình một comment, một like, share, một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Thank you for watching. See you next time.